Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Sao Mam. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đến với lễ bốc thăm chia bảng của Chung kết Thế giới 2022 và để xem lễ bốc thăm ngày hôm nay có gì hấp dẫn hay không nhé. Trước khi bước vào nội dung chính thì đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình để sớm có nút vào YouTube nha. Sau khi kết thúc trận chung kết của LCS mùa hè 2022 và đúng như dự đoán của mình thì Cloud9 là đội lên ngôi vô địch. Thì chúng ta đến với lễ bốc thăm chia bảng của Chung kết Thế giới 2022. Đầu tiên sẽ là vòng play-in với ba cái tên đang xuất hiện ở trên màn ảnh của quý vị. Dyrus, Hải và XBT, những người sẽ được gọi là cầm cân nảy mực đó. Để bốc thăm chia bảng ở trong kỳ Chung kết Thế giới 2022 năm nay. Đầu tiên là giới thiệu về các đội đã nào. Chung kết Thế giới 2022 và giai đoạn đây sẽ là thể thức thi đấu 24 đội, 3 vòng đấu play-in, vòng bảng và vòng loại trực tiếp. 12 đội sẽ bắt đầu ở vòng play-in. Seed 1 của CBLOL, đội đứng đầu ở đội đứng đầu ở LJL, tức là đội vô địch Nhật Bản, LLA, DCL Thổ Nhĩ Kỳ. Đội đứng thứ hai ở PCS, khu vực láng giềng của chúng ta và Sài Gòn Buffalo sẽ là đại diện tham gia vào vòng play-in của Chung kết Thế giới 2022 năm nay. Cùng với đó là hai đại diện seed 3 và seed 4 của LEC, seed 4 của LPL và seed 4 của LCK. Vòng này thì như mình đã nói, đây sẽ là một cái vòng đấu mà Sài Gòn Buffalo sẽ phải nỗ lực tới 200% khu vực, mình nghĩ là như vậy, để đối đầu với những đội tuyển hàng đầu trên khắp các khu vực trên thế giới. Để xem là bốc thăm sẽ như nào, chúng ta đang thấy cái thể thức thi đấu ở trong giai đoạn play-in với hai bảng đấu và mỗi bảng sẽ có 6 đội. Còn đây là vòng bảng nhá anh em nhá. Seed 3 của LPL và LCK, seed 2 của LEC. Hạ giống số 2 của LCS, tức là Warner Thip á. Số 1 của PCS. Hạ giống số 1 của VCS là Gam Esports. Vòng bảng sẽ chia thành 4 bảng đấu và hai đội đứng đầu sẽ được tiến tiếp vào vòng knockout. Thể thức giống như là thể thức mọi năm của Chung kết Thế giới, chúng ta sẽ không có nhánh thắng nhánh thua, chúng ta chỉ có một nhánh duy nhất, nhánh đấu duy nhất ở trong giai đoạn knockout thôi, giai đoạn loại trực tiếp thôi. Tháng 9 sẽ khởi tranh Chung kết Thế giới 2022 giai đoạn play-in anh em nhé. Chúng ta đã qua về cái thể thức thi đấu của Chung kết Thế giới 2022 rồi, và bây giờ sẽ là ba cái tên như mình đã giới thiệu với các bạn. Từ bên trái qua bên phải sẽ là những huyền thoại của LCS. Đầu tiên là Dyrus, cựu đứng trên của Team Solomid. Anh cũng là một trong những huyền thoại đã từng rất là nhiều lần lên ngôi tại LCS rồi. Hải cũng là một cái tên mà chắc là các bạn khán giả Liên Minh Thoại Việt Nam rất là quen thuộc rồi. Hải sẽ là người bốc ở pool 2. Còn người đứng ở pool 3 sẽ là XBT nha anh em nhé. Cảm giác là lúc nào Dyrus nói cũng như kiểu là sắp khóc ấy. Cái đợt mà anh ta giải nghệ, anh ta cũng có những cái chia sẻ rất là cảm động. Gần như là khóc trên sân khấu luôn anh em. We do have two more legends joining us as well. Next up, the legendary C9 shot caller who ain't afraid to go pro. Legendary shot caller của Cloud9. Shot caller huyền thoại của Cloud9 đó là Hải. You are still heavily involved as the LCS as our pro correspondent. What about you when looking back as a competitor, what stands out in your mind? I think I have two memories that stand out really well to me. Number one is when we first qualified into the LCS.
I put a lot of effort to get into there and it made it so that me dropping out of college was a good thing. Chắc chắn là Hải cũng sẽ rất là vui khi mà Cloud9 là đại diện số 1 của LCS Bắc Mỹ tham gia chung kết thế giới 2020 sắp tới. Thì anh ta cũng là một cựu thành viên của Cloud9. Chắc chắn là tình yêu của Hải với Cloud9 nó sẽ rất là dồi dào, rất là dạt dào rồi. Thì cuối cùng là Ismithy. Cũng là một người đi rừng rất huyền thoại và anh ta là người đứng thứ tư ở trong top 10 tuyển thủ vĩ đại nhất lịch sử của LCS, xếp sau Double Leaf, Big Sen và một người nữa. Tôi không nhớ rõ lắm. Ismithy là người đứng thứ tư. Đứng thứ ba là Impact. Nhớ không lầm là như vậy. Ba cái tên đứng đầu là Big Sen đứng đầu này. Double Leaf đứng thứ 2 và Impact là người đứng thứ 3. Đầu tiên là chúng ta sẽ bốc giai đoạn play-in trước anh em nhé. Chúng ta sẽ đến với play-in của chung kết thế giới 2022. Đây là 24 đội tuyển tham dự chung kết thế giới 2022 sắp tới. Và 12 đội trong số 24 đội này sẽ bắt đầu ở trong giai đoạn play-in. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiến tới giai đoạn vòng bảng với tổng số là 4 bảng đấu. Và mỗi bảng đấu có 4 đội, tức là 16 đội tham gia. 16 đội sẽ chỉ lấy mỗi bảng 2 cái tên đứng đầu thôi. Chứ là chúng ta chỉ có 8 đội tham gia vào vòng đấu loại trực tiếp thôi. Và những gì sẽ diễn ra sắp tới từ ngày 29 tháng 9 anh em nhé. Cái tên đầu tiên, đây là hạt giống số 1 sẽ tham gia vào vòng play-in. Với cái tên đầu tiên được Dyrus lựa chọn sẽ là ai? Rất hồi hộp. Mở cũng rất căng thẳng luôn ạ. Ui, chặt quá. Đây rồi, ING à? Tôi thấy màu vàng anh em ạ. Không có SKT ở bảng này. Fan hâm mộ. Ui, Fnatic. Đại diện seed 3 của LEC sẽ tham gia vào vòng play-in. Và đó là Fnatic ở bảng A. Natic sẽ là đội đầu tiên xuất hiện ở bảng A ở trong giai đoạn play-in. Thực ra thì mình cũng tương đối là bất ngờ với cái kết quả của LEC, với cái kết quả là rằng Fnatic họ bị đánh bại bởi Rook, và sau đó là Rook là đội vô địch chứ không phải là G2 Esports. Nhưng quả thực là trong cái giai đoạn playoff thì Yamato Kanon và những người học trò cũng đã có được một cú gần như là miracle run rồi. Họ từ nhánh thua đi lên và suýt chút nữa thì họ đã đến với trận chung kết tổng. Một mùa giải playoff mà mình nghĩ rằng là Fnatic họ cũng đã tương đối thành công với cái lineup hiện tại. Và để xem họ sẽ thể hiện như thế nào ở trong vòng play sắp tới. Và cái tên thứ hai xuất hiện ở pool 1 sẽ là đội nào? Cái quả bóng này hơi chặt thì phải. Cái tên thứ hai, Dragon X. Tôi nhìn thấy biểu tượng Dragon X rồi. Nhìn thấy rồi. Dragon X của LCK. Như vậy Dragon X sẽ ở bảng B. Dragon X sẽ ở bảng B. Dragon X là đội ở bảng B. Dragon X thì chắc là tôi cũng không còn phải nói nhiều nữa, bởi vì các LCK đã nói quá nhiều câu chuyện của Dragon X rồi. Death và Barrow vẫn sẽ là ngòi nổ chính và cái kinh nghiệm của họ sẽ giúp ích rất là nhiều dành cho Dragon X ở trong giai đoạn tiếp theo. Cái tên thứ hai góp mặt ở bảng A sẽ là đội nào? Lại thấy màu vàng rồi. Ồ, Beyond Gaming. PCS. Ui.
Như vậy là chúng ta có 4 hạt giống ở pool 1. Như vậy là ING sẽ cùng bảng với Dragon X à? Lại là trận chiến Trung Hàn ở trong giai đoạn play năm ngoái cũng là như vậy. Hanwha Esports và LNG là hai đội có mặt ở trong giai đoạn vòng bảng của bảng A thì phải, tôi nhớ không lầm là như vậy. Và ở năm nay thì cũng tương tự là như vậy. Và nếu như các bạn theo dõi cái clip dự đoán siêu máy tính của Hoàng Sama thì tôi cũng bốc ra một cái bảng gần như là tương tự như thế này. Chỉ khác một điều là hình như cái đội seed 3 của LEC là Rook mà thôi. Còn Dragon X vẫn cùng bảng với ING nha. Rất thú vị. Thôi xong rồi, lại thánh dự rồi, lại ra cát dự rồi anh em ơi. Lại Aura. Ui, chuẩn luôn. Chắc chắn rồi. ING sẽ là đội cùng bảng với lại Dragon X ở bên phía của bảng B. Bốn đại diện của LPL đều rất mạnh, như các clip mà mình nhận định ở trong khoảng thời gian gần đây thì LPL đang mang tới cho chúng ta bốn đại diện gần như là mạnh nhất trong lịch sử của họ, cả Jindong Gaming, cả Top Esports, cả Royal Never Give Up và cả EG của mình đều là những cái đội tuyển rất mạnh ở thời điểm hiện tại. Và đây sẽ là một cái trở ngại không hề nhỏ nếu như Dragon X muốn có được tấm vé vào thẳng khi mà họ nhất bảng. ING chắc chắn là hạt giống số 1 và là ứng cử viên số 1 của ngôi vị nhất bảng B. Như vậy chúng ta đã bốc xong seed 1. Seed 2 sẽ là sự có mặt đến từ Sài Gòn Buffalo nha anh em nhé. Xem SGB sẽ vào bảng nào. Theo như dự đoán siêu máy tính của Hoàng Sama thì nó là bảng B. Ui, thực ra thì hôm qua thì mình có post cái clip đấy lên và mọi người có nói rằng, có nhận định rằng nếu như SKB vào bảng của Dragon X và bảng của ING thì thực ra là họ cũng rất là ngon, tại vì họ sẽ tránh được hai đối thủ này ở trong giai đoạn playoff. Tôi không biết rằng liệu cái dự đoán của tôi nó có chuẩn sai hay không, nhưng tạm thời thì nó vẫn đang chuẩn nhá. Detonation Focus Me sẽ là đội ở bảng A. DPM sẽ có mặt ở bảng A để đối đầu với Fnatic và Beyond Gaming. DPM vẫn là đội tương đối là quen mặt ở với các đại diện của khu vực Nhật Bản. Chúng ta thấy những cái mùa gần đây thì không có đại diện nào khác ngoài Detonation Focus B có mặt cả tại các giải đấu quốc tế. Nào, cái tên tiếp theo có mặt với cánh tay của Hải. Hải đang gọi là thổi tay để bốc ra lá thăm tiếp theo, và anh ta sẽ bốc ra cái tên nào đây? Sạch. Ui, Hoàng ơi. Hoàng ơi, tại sao nó lại oan nghiệt như vậy? Không, vẫn ngon anh em ạ. Nhưng mà nếu như đúng theo những gì mà tôi bốc thì Mad Lion sẽ là đội tiếp theo ở bảng này à? Oh my god. Đừng là Mad Lion, hãy là... À đâu, bây giờ phải là Mad Lion chứ. Bây giờ phải là Mad Lion. Nào. Không, Mad Lion chắc chắn là ở bảng B anh em ạ. Tại vì Fnatic đã ở bảng A rồi. Ui. Mad Lion sẽ ở bảng B bởi vì là Fnatic đã ở bảng A rồi và sẽ không có cùng đại diện, cùng khu vực ở chung bảng với nhau. Ui. Oh my god. Bốn cái tên đầu ở bảng B là tôi đúng hết. Tôi chết rồi. Ui, bốn cái tên đều đúng hết luôn. Bốn cái tên đều đúng hết luôn. Evil Genesis sẽ là đội ở bảng A để đối đầu với lại Fnatic, Beyond Gaming và Detonation Focus Me. Hơi đáng tiếc dành cho EG, ngày hôm qua thì họ bị lật kèo bởi Warriors và không thể có mặt ở trong giai đoạn vòng bảng một cách trực tiếp được, nhưng họ vẫn sẽ còn cơ hội và hy vọng ở trong giai đoạn play-in. Thực ra cái điều này tôi cũng đã dự đoán ở trong cái dự đoán của mình với các cặp trận của playoff LCS rồi.
Nào, hạt giống số 3 với những cái tên đến từ khu vực wild card sẽ được bốc bởi Smithy. Lao tới từ CBLOL. Khác rồi, mày quá anh em ạ. Không giống 100%. Tôi vừa nhìn lại cái dự đoán của tôi thì Lao sẽ ở bảng B và bây giờ thì Ismithy bốc ra bảng A. mày quá. Tưởng đúng 100% thì lại ảo quá. mày quá. Cái tên tiếp theo sẽ đến ở bảng B sẽ là đội nào đây? Hạt giống số 3 đến từ play-in. Đại diện đến từ TCL. Như vậy là có một chút sai lệch rồi. Lao sẽ ở bảng A còn đại diện vô địch của TCL sẽ là đại diện ở bảng B. Đó là Istanbul Wildcat. Một cái tên cũng tôi nghĩ là cũng khá là quen thuộc với Serene, với Holy Phoenix, Ferret và Starscreen. Những cái tên rất là quen thuộc ở trong phần đội hình bên phía của Istanbul Wildcat. Để xem chú mèo này có thể làm được gì hay không nha anh em nhé. Thực ra TCL cũng là một cái thử thách của Saigon Buffalo ở trong khuôn khổ bảng B vốn đã là một bảng rất nặng rồi. Dragon X, ING và Madlen sẽ là những cái đối thủ rất nặng ký và bên cạnh đó sẽ là đại diện tới từ khu vực TCL nữa. Nào cái tên cuối cùng góp mặt ở bảng A của vòng play-in Chung kết thế giới 2022 sẽ là ai? Chef Esports Club. Đại diện seed 2 của TCL. À không, Chef là đại diện của LCO. Như vậy là có một chút những cái nhầm lẫn đến từ cái tấm lá thăm của XPT. Cũng đúng này. Như vậy là tôi bốc play-in đúng tới 80% anh em ạ. Chỉ sai hai cái tên ở bảng A và bảng B thôi. Tức là Lao sẽ ở bảng B và thay vào đó là Istanbul Wildcat ở bảng A. Thì ngược lại, còn lại thì đúng hết. Cái tên cuối cùng sẽ là Isurus. Isurus. Đại diện tới khu vực Mỹ Latin. Như vậy là hai bảng đấu của vòng play-in chung kết thế giới 2022 đã lộ diện rồi. Bảng A với sự góp mặt của Fnatic, Beyond Gaming, DFM, Evil Genesis, Loud và Chapter Esports. Còn bảng B sẽ là sự góp mặt của Dragon X, ING, Saigon Buffalo, Madlen, Istanbul Wildcat và Isurus Gaming. Mình có cảm nhận rằng sau khi bốc thăm như thế này thì thực ra SKB vẫn là một đội... Cái cửa của họ ở trong giai đoạn play là vẫn có nha anh em nhé. Mặc dù cái bảng B của họ là một cái bảng tương đối là nặng, nhưng câu chuyện rằng là Saigon Buffalo sẽ phải sẽ tránh được một trong hai đại diện tới từ khu vực LPL và LCK là Dragon X và ING ở trong giai đoạn playoff. Chúng ta sẽ xác định rằng là đối thủ trực tiếp ở bảng B sẽ là Madlen. Còn đối thủ ở trong vòng playoff sắp tới sẽ là những đội như Fnatic, như Beyond Gaming, như Detonation, Focus Me và Evil Genesis. Thực ra cái này cũng ngon, bảng này cũng ngon mặc dù khá nặng nhưng mà chúng ta sẽ né được các các đại diện của LPL và LCK để ở trong giai đoạn playoff để tiến tới với giai đoạn vòng bảng. Vẫn sẽ có hy vọng dành cho Saigon Buffalo nha anh em nhé. Mình đánh giá là như vậy với cái bảng đấu như thế này.
Chúng ta cùng đến với bốc thăm của giai đoạn vòng bảng chung kết thế giới 2022 với 12 cái tên còn lại mà các bạn đang thấy trên màn hình, gồm Jingdong Gaming, Genji Esports, Rook, Cloud9, Top Esports, T1, G2 Esports, CFO, Echo Gaming, Double Kia, Relative và Gam Esports. Còn lại hạt giống ở pool 4 sẽ là 4 đại diện tới từ khu vực play-in được đôn lên sau giai đoạn playoff của play chung kết thế giới 2022. Và bây giờ sẽ là cái tên đầu tiên có mặt ở bảng A với hạt giống số 1. Chúng ta sẽ có 4 cái tên anh em nhé: Cloud9, Jingdong Gaming, Genji Esports. Và ai sẽ là cái tên được chọn đây? Và thêm vào đó là Rook nha anh em nhé. Đôi kỳ vô địch của LEC 2022 mùa hè. Tôi đang thấy Cloud9. Tôi nhớ không lầm là tôi hình như cũng bốc Cloud9 bảng A thì phải. Ừ đúng rồi luôn đấy. Ôi trời. Cloud9 có mặt ở bảng A. Chết thật. Siêu máy tính rồi. Siêu máy tính thật sự rồi anh em ạ. Nên nhớ rằng nếu mà đúng như siêu máy tính Hoàng Sama thì nó sẽ là những bảng đấu như sau: Genji, Top Esports sẽ cùng một bảng, Jingdong và T1 sẽ cùng một bảng nha anh em. Các thật sự. Nào, cái tên thứ hai. Genji thì lại cú nổ quá anh em ạ. Jingdong à? Jingdong thì phải đúng không? Nhìn qua hình như là có chữ DO. Jingdong. Jingdong Gaming như vậy là may quá, không đúng rồi. Bảng B sẽ là sự có mặt của Jingdong Gaming. Jingdong là một đội rất mạnh thật sự. Cái sức mạnh của Jingdong mình nghĩ rằng nó lớn hơn rất là nhiều so với chính họ ở năm 2020, khi họ cũng là một trong hai đại diện đứng đầu tại LPL ở trong năm đó, nhưng không có được thành tích ấn tượng. Nhưng năm nay là một năm rất khác của Jingdong Gaming nha. Họ đang có một đội hình mà mình nghĩ rằng sự đồng đều đến từ cả năm vị trí là có. Và những chiến thắng của họ trước Top Esports nó đã thể hiện rõ ràng điều đấy rồi. Top Esports cũng là một đội rất mạnh nhưng cũng không thể đánh bại được Jingdong ở thời điểm hiện tại. Jingdong và Genji Esports đang là những đối trọng thực sự rất nặng ký tại chung kết thế giới 2022 hiện tại. Và ai vào bảng B thì chắc là cũng thở bằng oxy thôi. Chúng ta còn hai cái tên nữa, Genji Esports và Rook, với hai đại diện vô địch của LCK và LEC sẽ góp mặt ở bảng C và bảng D. Cái tên tiếp theo có mặt ở bảng C sẽ là ai đây? Rook. Mình vừa nhìn thấy Rook rồi. Rook sẽ có mặt ở bảng C. Khán giả NA và bốc đội NA, bốc đội EU thì lúc nào cũng là ồ đây anh em ạ. Sự thù địch đến từ hai khu vực này nó vẫn chưa có hồi kết. Sự bất ngờ đến từ Rook khi mà họ là đội vô địch của LEC chứ không phải là G2 Esports như thông thường. Và năm nay là một năm mà Rook họ đã xóa bỏ được cái lời nguyền đánh playoff tệ của mình rồi, với những trận thắng trước cả Fnatic và G2 Esports. 3-1 trước Fnatic và 3-0 trước G2 Esports ở trận chung kết tổng, chứng minh rằng Rook đang là đội mạnh nhất tại LEC và châu Âu. Cái tên cuối cùng góp mặt ở bảng D sẽ là Genji Esports. Genji cũng đã là một đội mà đã xóa bỏ được lời nguyền về nhì ở rất là nhiều vị trí rồi. Một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch của chung kết thế giới năm nay, Genji Esports, đương kim vô địch của LCK mùa hè 2022. Châu Phi có lần đầu tiên vô địch trong sự nghiệp của anh ta. Peanut có thêm một chiếc cúp LCK nữa. Lehen cũng lần đầu vô địch LCK giống như trường hợp của Doran và Châu Phi. Và Ruler cũng là người có được lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp LCK trong sự nghiệp của anh ta, mặc dù anh ta cũng đã từng lên ngôi vô địch thế giới ở năm 2017 rồi.
Đây sẽ là một năm mà Gen Z Sport cũng sẽ hứa hẹn là một đối trọng rất nặng tại chung kết thế giới năm nay, và họ sẽ muốn tiến sâu hơn nữa so với lại cái thành tích vào tới bán kết của chung kết thế giới năm ngoái. Bây giờ đến hạt giống số 2. Hạt giống số 2 chúng ta sẽ có Top Esports của LPL, T1 của LCK, là hai đội Á quân của LCK và LPL. Sẽ có G2 Esports và CTBC của CFO chứ, của PCS. Cái tên đầu tiên có mặt ở bảng A sẽ là T1. T1 ở bảng A. Thực ra thì mình nghĩ rằng bảng A là bảng tốt dành cho T1, và bảng khá là nhẹ khi mà Cloud9 mặc dù là đương kim vô địch của LCS, nhưng các đội của NA chưa bao giờ được đánh giá cao tại chung kết thế giới, và trong lịch sử đối đầu thì T1 chưa bao giờ thua Cloud9 ở trong chung kết thế giới thì phải. Nếu tôi nhớ không lầm thì như thua MSI thì có rồi, nhưng mà thua ở chung kết thế giới thì chưa thì phải. Kể cả BO1 lẫn BO5 thì họ đều gần như là toàn thắng trước Cloud9 ở trong những cái trận đối đầu trực tiếp giữa hai đội. Và đây sẽ là một trong những cái bảng đấu mà T1 họ sẽ khá là nhẹ nha, tính tới thời điểm hiện tại. Cái tên thứ hai sẽ góp mặt tại bảng B sẽ là đội nào? Chúng ta còn 3 cái tên. Top Esports. Ôi. Như vậy Top Esports sẽ được đẩy sang bảng C đối đầu với lại đúng nhỉ? Bảng C, bởi vì bảng B đã có sự có mặt của Geno Gaming rồi, và chúng ta sẽ không có sự có mặt của hai đội cùng khu vực trong cùng một bảng. Như vậy là Top Esports sẽ được đẩy sang bảng C để đối đầu với Rook. Rook tiếp tục gặp một đại diện khác của LPL, lần này vẫn là đương kim Á quân. Mùa trước họ cũng đã gặp một đội đương kim Á quân của LPL, đó là Top Esports, rồi mùa này tiếp tục là duyên nợ giữa Rook và Top Esports. À, mùa trước là FunPlus Phoenix, xin lỗi các bạn. Mùa này tiếp tục Rook sẽ gặp lại Tian nhưng trong một màu áo khác, đó là Top Esports. Rook có vẻ rất là có duyên với các đội Á quân LPL nhỉ. Cái tên thứ 3 sẽ có mặt ở bảng B hoặc là bảng D là G2 Esports. Như vậy G2 Esports sẽ có mặt ở bảng B, bởi vì Group B chính xác là như vậy. G2 sẽ có mặt ở bảng B để đối đầu với lại Geno Gaming. G2 luôn là một đội rất được chú ý bởi họ thường xuyên có những cái chiến thuật rất là dị và lạ. Đặc biệt là họ là một đội rất biết cách gây bất ngờ, đặc biệt là BO1 nữa. Và Geno Gaming tôi nghĩ là họ sẽ phải cẩn trọng với đối thủ vừa rồi mà Hải bốc ra dành cho họ. CTBC, Flying Oyster đến từ PCS. CFO sẽ là đại diện ở bảng D. Bảng D với sự góp mặt của Gen Z Esports. Gen Z có vẻ khá nhẹ nhỉ. Không bốc được giải đề của PCS và không phải là LG, à PSG Talon như bình thường, thì mình nghĩ rằng là Oyster thì thực ra là mình chưa xem nhiều VOD. Cũng có nhiều bạn đánh giá là họ là đại diện vô địch PCS yếu nhất trong lịch sử. Không biết là họ sẽ thể hiện như thế nào tại chung kết thế giới 2022 sắp tới. Gen Z Sport tôi nghĩ là họ đang rất là hài lòng, thật sự. T1 và Gen Z đang thực sự rất hài lòng với những cái gì đang xảy ra ở trong hai lượt pick đầu tiên ở hạt giống số 1 và hạt giống số 2. Các đại diện của LPL có vẻ như sẽ khó khăn hơn. Jindong và Top Esports có vẻ như sẽ khó khăn hơn một chút khi họ sẽ phải đối mặt với Rook và Jichu. Và để xem là pool 3 với rất nhiều cái tên mạnh nha. Chúng ta có rất nhiều cái tên mạnh. Edward Gaming, đương kim địch của chung kết thế giới sẽ ở bảng nào? Chúng ta có Double Kia. Tôi nhìn thấy logo Double Kia rồi. Như vậy Double Kia sẽ ở bảng B, đúng không nhỉ? Với Jindong Gaming và G2 Esports. Bảng A đã có sự có mặt của T1 rồi và DK sẽ không thể vào bảng đó được. Double Kia cũng sẽ có một mùa giải chung kết thế giới mà họ hứa hẹn sẽ có sự quay trở lại của Tam Tấu giúp họ lên đỉnh thế giới vào năm 2020. Đó là Nuguri, Kenyan và Showmaker. Nhưng ở trong mùa giải năm nay thì cả ba người chơi này đều chưa thể hiện được cái phong độ như thời đỉnh cao của mình.
và để xem là đến với một sân chơi rất có duyên với ba cái tên này thì Nuri, Kanyan và Showmaker sẽ thể hiện ra sao. Họ sẽ ở bảng B nha anh em nhé. Với sự có mặt của Gido Gaming và Zichu Esports, ui bảng B tử thần rồi. Nếu SKB vào là SKB sẽ vào bảng đó hay sao nha? Gam Esports sẽ vào bảng nào? Gam Esports vào bảng A là ngon. Tôi nghĩ họ có thể ăn được Cloud9. Edward Gaming, ui! Duyên nợ của EDG và T1 tiếp tục diễn ra. Mùa trước họ cũng đã cùng bảng với nhau rồi và mùa này cũng vẫn là như vậy. T1 cùng bảng với Edward Gaming ở bảng A đối đầu với lại cả Cloud9 nữa. Bảng A là một bảng cực kỳ duyên nợ. Cloud9 và SKT ngày xưa rất là hay gặp nhau tại giai đoạn vòng bảng và playoff của chung kết thế giới. Còn Edward Gaming và T1 thì sau một giai đoạn 2021 mà ADG trải qua giai đoạn vòng bảng, họ chỉ đứng ở vị trí thứ hai thôi thì họ vô địch. Còn mùa này thì họ tiếp tục gặp T1 ở trong giai đoạn vòng bảng. Scout gặp lại Faker, rất hấp dẫn. Bảng A là một bảng mình nghĩ rất hấp dẫn. Mặc dù là một bảng đấu mà tôi nghĩ rằng T1 và EDG sẽ áo trình hai đội còn lại, nhưng đây vẫn sẽ là một bảng rất hấp dẫn với những cái tên đã có rất nhiều duyên nợ với nhau rồi. Berserker nữa, Berserker cũng sẽ gặp lại T1 nha anh em nhé. Berserker là thực tập sinh của T1 và đây là Gam Esports tới từ VCS. Gam sẽ vào bảng C. Bảng C. Bảng C à? Hy vọng rằng vấn đề visa không ảnh hưởng gì để Gam có mặt ở bảng C. Bởi vì mình nghĩ rằng bảng C là một bảng mà Gam có thể có cơ hội được. Với Top Esports và Rook, Top Esports thì sẽ hơi bị quá sức. Nhưng Rook, mình nghĩ rằng là với một đại diện như Rook thì Gam Esports hoàn toàn có thể ăn được. Thật sự. Việc Rook vô địch LEC khiến cho bảng C ở thời điểm nếu như thay Zichu Esports cơ thì nó sẽ là một cái chút khó khăn gì đấy. Nhưng nếu như là Rook thì mình đang đặt một niềm tin rằng Gam có thể vượt qua bảng này. Chúng ta có Warrior Tip ở bảng D. Ui bảng D của Gen Z Esports kìa. Bảng Gen Z dễ thế nhở? Bảng Gen Z là Gen Z, CFO, Warner Tip và một đội nếu mà từ play lên thì sẽ là đội LPL à? ING. Vẫn là một bảng rất dễ dành cho Gen Z nha. Gen Z dễ thật, công nhận. Đây đang là một mùa giải và Gen Z đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, họ bốc bốc vào một cái bảng D mà mình nghĩ rằng là họ dễ dàng đứng nhất bảng thôi, kể cả cái đại diện tới từ play là ai. ING cũng sẽ gặp khó khăn trước Gen Z Sport phong độ cao như ở thời điểm hiện tại, mặc dù họ đang là đương kim địch của MSI. Như vậy là chúng ta đã trải qua giai đoạn bốc thăm chia bảng của chung kết thế giới 2022. Play-in và vòng bảng đã lộ diện với những cái tên góp mặt. Thì các bạn có ý kiến gì và các bạn cảm thấy là đại diện của Việt Nam VCS của chúng ta sẽ có hy vọng và cơ hội như thế nào tại chung kết thế giới sắp tới? Để lại ý kiến dưới phần bình luận và đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của Hoàng Sama các bạn nhé. Còn bây giờ là lời chào và lời tạm biệt của tôi.